chọn ra thì là cá nhân hóa cái việc nghe nhạc theo sở thích, theo gu và theo tuổi. Đấy, ví dụ như bác chủ xe này là bác ấy cũng có tuổi rồi thì bác ấy thích nghe nhẹ nhàng đó. Đó. Thì khi mà nghe nhẹ nhàng ấy thì em lại cân chỉnh theo cái sở thích. Dưới phân khúc C7 thì nó là C5. Khúc này là bác chủ xe rất là thích gọn gàng. Ở phía trên nó là cái đôi GL C5, còn ở dưới này thì là một con SUV GL. Đó. Đầy đủ tất cả mọi thứ là em Kim Kaido xin kính chào các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác về hệ thống âm thanh nâng cấp lên một chiếc Honda CR-V. Thì hiện tại ở cái hệ thống âm thanh này thì em sơ lược qua là hệ thống âm thanh 3-way full active. Trái tim của bộ này đó là cặp loa C5. Model cao nhất của nó là C7. Thì đây là model C5. Tiếp đến đó là DSP. DSP của Zabco 8 kênh. Màn Sony. Màn Sony mã là 8000. Âm ly 6 kênh. Và âm ly kéo súp. Súp GL. Thế thì bây giờ cụ thể thì em sẽ đi vào từng phần. Việc đầu tiên là em đi vào cái phần đầu phát để giới thiệu đến các bác. Thì đây là cái màn hình Sony. Cái màn hình này thì nó là 9 inch, màn hình 9 inch. 9 inch và model của nó là 8000. Thì cái việc mà bác chủ cân nhắc để lên cái màn hình này ấy, là cái việc đầu tiên đó là cái phần giải trí thì nó cũng rất là đa dạng về các cái kết nối ăn chơi như Auto Android rồi là CarPlay. Và đặc biệt có một điều đặc biệt đó là chất âm của Sony, như các bác đã biết rồi đấy, người ta hay gọi là nét như Sony hoặc là hay như Sony. Thế thì trong cái bản Sony này ấy, là cái chất lượng âm thanh đầu ra là vôn rất cao và nó đáp ứng được để khi mà mình vừa có màn hình để chơi, làm camera lùi, làm một cái melee player về nhạc luôn. Thì bởi vậy là nó sẽ không phải thêm cái M08 hoặc là A09 nữa. Đó. Thì một cái điều nữa là cái màn hình này là của Thái Lan xuất Hàn Quốc. Cho nên bởi vậy và là cái chất lượng nó rất là tốt. Cái phần đằng này là nó là một cái màn pop-up. Màn pop-up. Đấy, cho nên là khi mình đưa vào. Đây, bác máy quay vào trong này. Đấy, khi mà đưa vào. Đây, em gắn luôn đây các bác nhá. Đấy, bác mới quay vào đây. Mình đưa vào ở trong này là nó có một cái bộ phận nữa, là cái bộ phận kết nối toàn bộ thông qua cái ngàm này. Là em cắm vào một cái là đối với cái xe này là xong. Bao gồm YouTube này, rồi là các cái nhạc lốt led là đọc luôn ở trên này luôn. Rồi. Ok. Đấy, thì em chia sẻ với các bác về cái màn hình Sony này. Rồi tiếp theo bây giờ sẽ đến phần tiếp theo. Đó là cái phần DSP. Cái phần DSP này thì nó là DSP của Zabco. Rất nhiều thứ hay ho. Thì lát nữa em sẽ quay lại với cái DSP này và em chia sẻ với các bác nó sâu hơn một chút nữa về mặt kỹ thuật. Cái loa cánh sau ở đây cũng là một bộ này, nếu như mà gọi là full GL đi, đúng rồi. Chuẩn luôn là bộ này là full GL luôn các bác. Loa cánh sau đây. Loa cánh sau thì được thay bằng cái loa GL Audio. Vâng, thay đây là cái loa nguyên bản. Đó, đây là loa nguyên bản. Cũng là loa đồng trục. Em có cái loa cánh trước là bây giờ đây cái loa cánh trước, cái 500 nữa. Đây các bác thấy. Đấy. Đó. Rồi, thế thì cái loa cánh trước. Loa cánh trước đây là cái model C5. K
cái này thì nó là một cái model khá là đặc biệt. Vâng. Cao cấp nhất nó là GLC7 và dưới phân khúc C7 thì đó là C5. Về cái độ hoàn thiện thì cái khung này là bằng gang, xương gang. Và cái này nó có một điều đặc biệt, đó là hàng GL là một thương hiệu đến từ Mỹ, nhưng mà riêng cái model, cái dòng này thì lại được sản xuất tại Đức, ở Germany. Rằng C5 650 CKVK là chỉ sản xuất tại Đức, xương bằng gang. Và với cặp loa C5 này thì việc đầu tiên mà người ta hay nhắc tới thì nó được lợi ngay về cái phần trung trầm. Trung trầm là rất tốt bởi vì nó thừa hưởng cái công nghệ của SUV, đó là SUV GL. Đó. Là trung trầm rất tốt. Thế thì để mà khai thác được cái trung trầm này ấy, thì nó hợp với rất nhiều các loại nhạc, bởi vì những cái giọng nam trầm này, rồi là những cái giọng bolero cũng đều muốn ấm áp này, thì đều phải cần cái giọng trung trầm. Thế cái trung trầm này nó sẽ quện với cái SUV GL này. Thế cái SUV GL này là cái SUV GL 12. Vâng. Thế thì lát em sẽ quay lại với cái SUV GL này. Thì bây giờ tiếp đến đó là cái loa trung. Cái loa trung này thì được gắn trên cột A. Trên cột A. Thì cái màng này là màng giấy, mà không phải giấy đâu, cái chất liệu rất là đặc biệt. Gân thì gân cao su. Gân cao su. Và cái trường âm ở cái loa này thì ở trong Sài Gòn làm á, hoặc là em dự nó sẽ là cái trường âm rất là rộng. À, bởi vì cái khuôn loa và cái cấu tạo, cái công bố của trên cái loa này là rất là tốt. Rồi, đây là loa. Thế còn loa tép của GL. Vâng, đây là cái loa tép. Thế thì toàn bộ cái hệ thống này là, đây là cái phân tần rất là to và nặng. Cái này thì bác nào mà thích chơi thuần túy mà về phân tần cũng được, bởi vì là em nhìn cái phân tần này mà nếu mà bỏ ra thì cũng khá là tiếc, và rất là nặng, và hai là tụ. Và tất cả mọi thứ là hãng người ta làm rất là chỉn chu. Tuy nhiên thì trong cái cấu hình này thì đã có cái anh bạn này rồi, anh bạn DSP này đảm nhiệm. Thế cho nên là cái phân tần này là không sử dụng. Được rồi. Tiếp theo đó là cái âm ly được thay thế là âm ly Zabco 6 kênh. 6 kênh. Bao gồm là đánh full negative thì một kênh cho mid bass, nhưng còn đây là phần vào. Rồi, 6 kênh thì kéo đủ luôn cái dàn này. Thế còn cái này. Còn cái anh bạn GL này được kéo vào cái đầu Sony này. Cái đầu Sony này thì là công suất của nó là 55W. Đấy, cho nên là nó, cái cặp loa này là nó không ăn công suất, và có thể dùng đầu nguyên bản hoặc đầu Android, hoặc là những cái đầu này có thể đánh được cặp loa này. Đó, đấy là cái lợi thế của những cặp này. Đấy. Thì so với loa nguyên bản thì đây. So với loa nguyên bản thì cái này thì là ở mức cơ bản đấy các bác nhé. Gọi là mình nghe radio, nghe những cái âm thanh theo xe thì là nó ở mức cơ bản thôi. Tuy nhiên là những cái đòi hỏi hoặc là mình có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn thì bắt buộc mình phải nâng cấp. Đó. Thì em để cái loa ở đây để cho các bác tiện so sánh. Các bác tiện so sánh. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại với cái SUV. Cái SUV GL này thì nó quá quen thuộc rồi. Mà cái SUV GL này thì hiện tại là cái model bán chạy nhất tại cửa hàng em. Các bác nghe là nghiện nhá. Bởi vì là cái SUV này là cái SUV côn mỏng. Cái côn mỏng này bây giờ em sẽ giới thiệu với các bác, thì cái bác chủ xe là cũng hay chơi thể thao và cũng hay cần đi du lịch hoặc là mình đi xa thì coi như là cần cái không gian để đồ. Thế thì cái này thiết kế ra sao? Thế thì em sẽ mời các bác xuống phía sau xe. Đó, bây giờ em mời các bác xuống phía sau xe này. Ở phía sau xe thì ở đây là các bác có thể là đặt cục SUV vào đây. Đó. Thì ở đây nó có một cái tấm ván. Cái tấm này thì cái SUV này nó sẽ đặt ở dưới cái tấm này. Đó. Nhưng mà ở đây là em ví dụ vậy thì nó chìm ở dưới này. Đấy, toàn bộ cái khoang để đồ này là các bác vẫn để đồ bình thường. Đấy. Mà ngoài ra là cái lốp sơ cua các bác vẫn còn. Đó. Em quay xuống cái lốp sơ cua. Đó, rồi. Như vậy thì vừa tiết kiệm được không gian mà lại vừa có cái SUV để ăn chơi. Rồi, ok. Ừ.
xem đến phần rồi. Kéo cái con súp này thì bởi một cái âm ly DB2K. Thế thì trong cấu hình này thì nếu như sau này mà các bác có nâng cấp hay là các bác có muốn thay đổi, có muốn về zin, thì câu hỏi này cũng nhiều bác em hỏi là sau này anh nâng cấp thế này anh về zin có ok không Kim? Thì các bác về zin hoàn toàn rất là ok. Em lại thay cái loa này vào. Rồi, thay cái loa nguyên bản này vào. Sau đó là con súp này thì nhấc ra khỏi cái lốp thôi, không có gì cả. Tiếp đến là cái loa Baway này là mình sẽ thay thế bằng một cột A khác, thế là xong. Không có gì phức tạp khi về zin. Thế thì bây giờ muốn nâng cấp thì làm thế nào? Thế thì muốn nâng cấp nếu mà tiếp nữa thì ở trong hệ thống này thì là DP là ok, súp ok, doa GL là ok. Rồi, bây giờ mà các bác nâng á thì có thể là tăng cái thay thế bằng cái âm ly này, là lên cái âm ly bằng một cái âm ly 6 kênh hoặc là 3 cái âm ly 2 kênh, 3 cái âm ly 2 kênh hoặc là 1 cái 4 kênh hoặc là 1 cái 2 kênh. Thì như vậy thì nó sẽ công suất nó sẽ rất là mạnh. Và ngoài công suất ra thì đó là cái cách đấu nối mà người ta gọi là đánh mỗi một cặp loa bằng một kênh đó. Thì cái đó là cái cách chơi mà gần như là không giới hạn về về cái sự trải nghiệm rồi. Thế thì em lại quay lại với cái DSP. Cái DSP này là DSP của Zabco. Vâng, Zabco. Và được nhập bởi Sài Gòn Audioca. Đó. Cái này là DSP 8 kênh. 8 kênh thì bao gồm là đường vào, nó có cái đường optical. Thì cái đây có thể sử dụng cái đường này. USB để cân chỉnh, đường 2 level input, các bác có thể sử dụng vào cái màn này để trong trường hợp những cái đầu zin. Ngoài ra thì cái version này ấy là có cái Bluetooth. Thế thì nhiều bác mà cái màn nào mà không thay được ấy thì có thể đánh trực tiếp vào cái DSP mà có Bluetooth này, thì cũng là một sự lựa chọn. Thế thì ở đây là 8 kênh thì đủ cho cái dàn đằng trước là 6 loa chép, loa mid đó và loa mid bass. Đấy, và còn kênh này là cho súp. Đấy, cho súp, thế là đủ là 8 kênh để điều khiển. Thế thì khi mà cân chỉnh ở đây ấy, thì trong cái mode của cái DSP này thì nó có 8 đến 10 cái mode. Tuy nhiên là 4 cái mode là hoặc là 3 cái preset ấy, cái mode em gọi là cái preset. Đó là cái chế độ nghe nhạc ấy. Thế thì một cái chế độ cho bác chủ xe, người lái. Thế thì có nghĩa là mình đưa cái sân khấu là nó rộng, nhưng cái giọng của ca sĩ hoặc anh ca sĩ hoặc là bác chú ca sĩ gì đó thì là ở cạnh với mình. Thì lúc đó thì mình cảm giác như mình đang ở trong phòng trà nhưng mà mình ngồi gần sân khấu. Rồi, cái chế độ thứ hai là cái chế độ mình đưa cái sân khấu nó rộng ra nhưng mà cái cô ca sĩ là cũng xa mình ra. Thì lúc đó là ở trung tâm, ở giữa xe. Thế thì cái việc thứ ba là cái cấu hình, cái preset mà mình nghe nhạc DJ, nhạc mạnh. Thế thì cái này mà nếu mà nói ngắn gọn ra thì là cá nhân hóa cái việc nghe nhạc theo sở thích, theo gu và theo tuổi. Đấy, ví dụ như bác chủ xe này là bác ấy, cũng có tuổi rồi thì bác ấy thích nghe nhẹ nhàng đó. Đó, thế khi mà nghe nhẹ nhàng ấy thì em lại cân chỉnh theo cái sở thích của bác ấy. Thì đó là một cái việc rất là hay mà cá nhân hóa được. Thế còn là về lâu về dài ấy, thì là em bao cân chỉnh trọn đời. Bất cứ khi nào mà các bác mong muốn hoặc là các bác thích một sự trải nghiệm mới mẻ hơn thì em đều hỗ trợ. Rồi thì em xem cái với cấu hình này thì còn dây nguồn, còn dây loa, còn cách âm. Nhưng mà tuy nhiên thì ở cái chỗ bày này nó khá là chật rồi. Cho nên là vậy là em xin phép em review trực tiếp những cái mà các bạn đang làm. Mới bóc máy quay ra đây. Cái vật liệu giới thiệu với các bác là vật liệu cách âm. Đó là vật liệu ma mát. Vâng. Cái ma mát này là cái tấm này này, là cái tấm giữ ổn định ở phía trong. Đó. Sau đó là đến cái lớp ma mát mềm. Ma mát mềm. Đó. Ma mát mềm này. Rồi. Rồi tiếp đó là đến cái lớp on ca. Cái lớp on ca thì em sẽ bịt kín đi qua. Em qua bên kia. Mình sẽ bịt kín sang trải nghiệm xem bên này. Bịt kín đây, em ra đây. Bịt kín, khi mà bịt kín với tạo cho một thành một cái thùng. Một cái thùng thì để khai thác cái lợi thế của cái loa GL này. Cái loa GL là nó lợi thế với âm bass, cho nên là bởi vậy mà cái này nó tạo thành một cái thùng. Cái thùng loa, và cái này là sử dụng cái on-ca để khò. Đấy, còn ngoài này nó còn một cái lớp bông nữa ở trên cái tappy.
Thế như vậy thì để cái lớp bông ấy thì để là giảm cái rung rè nó đập vào tappi. Đang có lớp này thì nó giữ được cái thùng, còn ở trong này thì nó còn hai lớp nữa như ở bên kia. Rồi. Thế thì thế còn là hai cái cột A. Hai cột A thì nó sẽ được hai cái loa nó sẽ được lắp ở đây. Thì hiện tại là cột A đang đi bọc da. Thì em sẽ tiếp tục hoàn thiện và chia sẻ với các bác sau khi mà lên được cái clip âm thanh. Các bác có câu hỏi gì thì hoặc là liên hệ em Kim Ca Audio 0852044888 hoặc là shop của em ở địa chỉ số 3 ngõ 1 Phạm Tuấn Tài, thì em sẽ chia sẻ với các bác nhiều hơn về âm thanh và cái cách mà mình thực hiện một cái dàn 3 way, 2 way, rồi là semi tip, rồi là phone tip. Nói chung là các cái chế độ ăn chơi âm thanh trên xe hơi và các cái dòng loa cũng như là các cái cách phối ghép. Vâng, kể cả các bác có loa sẵn rồi hoặc là chưa có loa đấy, hoặc là nâng cấp mới bên em, thì các bác cứ có vấn đề gì mà cần chia sẻ thì hãy lên